Vâng chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leipzig và câu lạc bộ Dortmund. Đây là trận đấu thuộc vòng 18 giải vô địch quốc gia Đức và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 21 tháng 1 theo giờ Việt Nam và theo đánh giá thì câu lạc bộ Leipzig sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Leverkusen với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Leipzig và Leverkusen, Leipzig thắng 2 và thua 3 trước Leverkusen. 5 trận thi đấu gần nhất của Leipzig, Leipzig thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Leverkusen thì Leverkusen đang bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Leverkusen được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Leverkusen bị đánh giá cửa dưới và còn phải đi làm khách nhưng mà xét về thực lực và chiều sau đội hình ở thời điểm hiện tại so với Leipzig thì mình thấy là Leverkusen họ cũng không thua kém gì Leipzig đâu. Thứ hai nữa thì nếu như lượt trận này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Leverkusen được chấp chúng ta cũng vẫn thắng kèo và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. xét về phong độ và thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây, thì thậm chí là Leverkusen họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Leipzig nữa. cái thành tích thi đấu thời gian gần đây của Leverkusen nó cũng đang vô cùng ấn tượng luôn. ở lượt trận này với lực lượng đầy đủ nhất, cộng với phong độ đang ổn định và hiệu sức ghi bàn tốt, thì biết đâu một lần nữa Leverkusen mới là đội sẽ giành chiến thắng ở trận này thì sao? cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Leverkusen được chấp không phải 25 mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75 những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội đặc biệt là trên sân nhà của Leipzig ấy, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên với lại là thời gian vừa qua phong độ của hai đội nó cũng đang rất là tốt và hiệu suất ghi bàn đều đặn mình nghĩ cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi dự đoán hai đội kết thúc trận này với tỷ số là hòa hai điều hoặc 3-1 hay là 3-2 nghiêng về cho Leverkusen bạn nào tin tưởng, tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài ba nha xem đá tầm 5 đến 10 phút đi khi nào tài nó hạ dưới ba thì hãy vào theo ý muốn của các bạn ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài sẽ là 1,25 do đoán hiệp 1 với mọi thứ cũng đều đang khá là ổn định và không thua kém gì đội chủ nhà thì có thể là hiệp 1 Leverkusen họ cũng sẽ không thua trước Leipzig đâu thậm chí là hiệp 1 Leverkusen mới là đội sẽ có bàn thắng nhận trước dự đón hiệp 1 2-1 nghiêng về cho Leverkusen và hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một điều hiệp 1 các bạn chọn Leverkusen được chấp nha và canh tài hiệp 1 còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Leverkusen và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn, ưu tiên chọn tài cả trận và hiệp 1 trận này.